crazy. Oh, that's an intense one, man. Yeah, that's a rough one. Die? Xem không ạ? Ôi tôi thề với ông là chân tôi cũng đơ luôn đó ạ. Không biết ông thế nào. Chào mừng đến một ngày mới. Ui, hôm nay thực sự là mình mới được xem cái phim Endgame của Avengers Adventure. Và không biết có phải là mình khó tính hay là thế nào hay không, nhưng mà với bản thân mình cảm thấy phim nó cũng rất là hay. Nhưng mà 3 tiếng thì mình không biết là do mình mệt hay là do bị thế nào mà mình ngủ mất 1 tiếng liền. Nhưng mà có một đoạn hay không một đoạn. Các bạn có nhớ cái đoạn mà mấy cái vòng tròn vẽ ra, mình không spoil nhiều cho các bạn, mấy vòng tròn nó vẽ ra, ôi đoạn đấy mình kiểu wow, kiểu tinh cả ngủ luôn ấy. Và thực sự thì mình cũng rất là thích cái bộ những cái bộ phim Marvel, hay là các bạn thích Marvel DC hơn, mình thì mình thích Marvel hơn. Và mình rất là muốn kiểu đợi xem không biết là có cái series sau này ra được không, ngồi chờ mòn cả cái box credit mà không thấy đâu. Đi về, và bây giờ chúng ta sẽ đi về đi tập với cái buổi tập ngày hôm nay. Từ hôm qua lúc mà mình nói với các bạn là mình chuẩn bị về đi tập, hôm đấy đang rất là hào hức, 5 giờ thì phải. Và mình thề với các bạn là về đến nhà chỉ trong vòng tiếng sau mình ngồi ôm cái bồn cầu tận hơn 30 phút để... Kiểu không thể nào chịu được nổi mà cái bụng mình nó lên, xong rồi nó tuôn trào như kiểu nằm cả tối qua luôn. Và kiểu gần như mình chẳng gì, uống nước nhiều, xong rồi tôi sáng nay dậy mà không hiểu sao sáng nay dậy lại bị đầy bụng. Ô, mình thề các bạn, cân lên 70. Mình hôm nay là một ngày mà kiểu cực kỳ stress luôn, dậy xong hôm qua không đi tập được, cảm thấy rất là mệt mỏi. Và đôi khi những cái đấy ấy, nó đến và chúng ta không tránh được. Và ok thôi, bây giờ chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu thôi. Nhưng mà thực sự rất là đau đầu khi mà xảy ra những cái sự kiện như thế này. Nhưng mà không sao, hôm nay chúng ta có Belly. Belly đến. Hey, hello. Nhưng mà hôm nay không ăn. Hôm nay không hiểu sao Belly cũng đang bị đau bụng. Để đồ đây để không ăn. Belly còn phải uống thuốc cơ. Còn mình thì sáng giờ uống cà phê. Hôm nay thì tôi phải gửi 3 thùng liền không ạ? Một thùng đồ thử nấu ăn này, đồ nấu ăn này, một thùng đồ sách vở với một thùng đồ camera máy tập. Và đây là một thùng bữa trả đồ quần áo mùa đông. Thật ra là khi mà ở bên này nhá, chỉ có những khi mà các bạn ở kiểu như là các bạn đi vào một căn hộ mới toanh, các bạn không phải mua cái gì nó có tất cả các dụng cụ như hôm nay. Như đợt này mình ở nhà anh Nam này, có tất cả mọi thứ cho mình, có cả giường các thứ. Và 2 năm đầu tiên mình ở trong dorm ấy, trong ký túc xá của cái kiểu tư nhân ấy. Các bạn nhớ là ở với George là ở một dạng kiểu tư nhân đấy, nên là mình không cần nhiều đồ lắm. Nên thành ra chỉ có những mấy đồ đấy thôi, chứ không á dọn sấp mặt. 40 đô này, vãi trưởng của đời tôi, đi tí 40 đô. Một đống đầy xe luôn, xe to đùng cái này mà bây giờ chất đầy xe luôn ạ. Thực sự là mình rất là may khi mình có cái xe đẩy này, đẩy rất là tiện chứ không mang rất là nhiều. Cái lý do mà mình không thể nào mà đặt được người ta đến cái chỗ nhà mình ấy, vì thực ra là như mình nói, mình sử dụng cái dịch vụ là nó khá là ít đồ. Mình có khá là ít đồ nên mình sử dụng cái dịch vụ không phải là kiểu kho lớn ấy, mà là kiểu từng cái thùng nhỏ này đấy, nên là mỗi tháng nó rẻ hơn rất là nhiều. Và cái dịch vụ đấy thì nó lại không cung cấp, không đưa đến tận chỗ
nhà mình ở. Hôm trước là mình phải đến nhà dâu ấy, mọi người nhớ dâu không? Thì mình phải đến nhà dâu đây, ở trước nhà dâu này. Mình phải để địa chỉ ở đây, ở chỗ Wall Street ấy, chỗ phố mua ấy. Lần nào cũng vậy á. Không biết lần sau không biết. Mình đang suy nghĩ sẽ tìm nhà. Không biết các bạn nào xem video này ở New York, mình đang suy nghĩ xem là mình muốn ở bên kia hơn hay là mình muốn quay lại trong vòng New York hơn cho nó tiện. Nhưng mà vào đây đắt dã man luôn ấy. Chào mừng đến với Long Island. Ui. Hôm nay là ngày chủ nhật của mình và hai ngày vừa rồi mình không hề vlog cho các bạn tí nào. Nhưng mà hôm nay mình quyết định đi đến một vùng đất mới, Long Island, và mình đến thăm một người bạn. Thì các bạn không biết các bạn còn nhớ không? Bây giờ thì chúng ta sẽ đi gặp người bạn đấy. Không biết các bạn nhớ không? Nhớ bạn nào đến từ Long Island comment ở dưới cho mình nhé. Hello fucking stupid boy. What's up, man? Look at this. Damn, the puppy face. What do you have here? Ooh. Wow. What's this? Bacon, egg, and cheese. Oh. Mình có cái tương tự. Ui, nhìn này. So this is like the best place in here? Yes, by far. Mình thề với các bạn là mình phải đợi tận gần 30 phút để mà mua được cái này và 15 phút nữa để có thể ngồi đợi được cái này ra. Mình không hiểu là cái này nó có cái gì ngon. Để thử xem thế nào. Wow, it's good. What would you give it out of 10? 9 out of 10, easy. This is good. The cheese, the combination of the cheese and the texture of the bread. I like this bread. It's much better than Dunkin' Donut. Oh yeah. Much better, man. Oh yeah. But best pre workout. Here we go. Giới thiệu với các bạn. This is your house. Welcome. Welcome. Say welcome. Welcome to my home. We go back side. Oh, up. Oh. Where are you? This? Yeah. Oh. This is a new room. Damn, nice home, bro. Yeah, nice apartment. This is like the apartment for only you, right? Yep. Nice. The kitchen? Oh, you have the like private kitchen? Yeah. Private bedroom. Wow. This is, looks so nice, bro. Where gonna I'm sleep? Couch. Don't worry, I slept on it before. It's comfortable. Trust me, it's comfortable. I have a gift for you. I told you, Ray. Yes. So this is in here is your gift. Whoa. And actually this is one of my secrets too. I really want to know what inside. Đây là một đơn hàng mới về, sample mới của First Light, và mình sẽ thử cho cả Josh, cả mình, có cả size của Josh và cái size của mình ở đây. So this is the sample, the new update sample of my clothes. I haven't tried it yet, but it's for me and for you too. So wow. I'm really nervous. So today, like, we're gonna try it, and like, oh man, ooh, newest sample, bro. Hell yeah! Sure. This is mine. Size S. Okay, so this L. And this Joker S. Joker S. This is yours. One Joker and one cut off. For you to try. Wow, thank you, bro. Let's see how it looks. So this is the second sample of this. First, like, tell me about how you feel about like the quality of the fabric. And it's very, very comfortable. It has like
a very silky feel to it, but like also an athletic feel as well. It's definitely something I could train in comfortably. And it's like, it's super stretchy. So, yeah. Yeah. It's really comfortable. Damn. How about the joggers? How do you feel? The joggers are amazing as well. They're not as silky, but it's just a really soft. Soft, right? Yeah, they're really soft and comfortable, but it's not as like stretchy as a feel as this. But yeah, these are super comfortable. Thực ra là tại vì nó ngắn như này ấy, nên chắc là mình sẽ phải tăng cái độ dài một chút. Thì nó tự nhiên, can you put it the hand up? Khi ngắn thế này ấy, thành ra nhìn các bạn thấy cái này nó bị thụng không? Thì khi mà tăng độ dài của bài ở dưới thì nó sẽ tự bo vào. Và chắc mình sẽ làm bo ở đây một chút nữa. Cũng với quần này thì ở đây nó hơi dài một chút, nên là mình sẽ tăng cái độ ngắn lại một chút. Nó sẽ tùy dạng. Của mình đây là size S này. Và đây cái màu khác, mẫu màu khác để cho bạn xem. Kia là Josh mặc mẫu màu đen. Mình cũng có hai mẫu. Và với cái mẫu này nhá, thì mình thấy bản thân mình là mặc cỡ S. Mình là 1m65 và mình nặng tầm 68-70 cân. Thì ở đây mình, các bạn thấy ở đây là mình cũng vừa vừa. Nó sẽ tùy vừa vừa, nhưng mà mình vẫn muốn là nó rộng hơn ở dưới một chút. Quần thì khá là ok. Mình rất là thích cái loại vải này, nó khá là nhẹ và nó có túi. This is zipper you like, right? Yeah, yeah, like có hai cái túi này. Túi bên bên này là túi kiểu để điện thoại và túi này sẽ là để đồ. Và áo này, ôi mình thề là this is like I love this cut off, bro. It's a really good cut. Yeah, it's like important when you make a cut off not to have this out too much, because then it makes your shoulders look small. So having that little bit of trap there makes a huge difference. So it's so blue. And this so is like big, not too deep here. It doesn't show nipple or anything, so that's like a really good. Yeah, like and it shows your lat too, right? Yep, that's. No, that's like literally perfect on a cut off. Thực ra mặc bây giờ cảm thấy rất là thoải mái, nhưng mà không biết đi tập thế nào, nên là bây giờ bọn mình sẽ đi tập để các bạn xem là sau ngày hôm nay bọn mình sẽ review. We're gonna review it after we train today, like, to see how it feel like for the sweat, right? That's important too. Để xem là nó có thấm mồ hôi tốt hay không. Gặp lại các bạn phòng tập. What are we training today? Back day, buổi tập lưng xô. Có ông là thời tiết thực sự đã trêu người. Mưa vãi trưởng nhưng mà không thể ngăn được chúng ta đi tập, đúng không? Chào mọi người với Unix Fitness. Pronounce it. Nguyễn. 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 Pronounce it again. Nguyễn. No, it's NG, man. Đến cái buổi tập chân ngày hôm nay của anh em, hôm nay chúng ta tập lưng xô thì bọn mình cũng sẽ khởi động đi bộ trên máy này 10 phút. This is one is like pretty big dream, right? Huge. It's much bigger than the other one. Thề là rộng và đẹp, kiểu ở nước Mỹ ấy là khi mà mình ở New York thì nó mới có kiểu những phòng tập nó chật thôi, chứ còn thực ra là ở phòng tập ở các chỗ mà các bang mà nó xa xa không phải là cái chỗ đông người ấy, thì thề là các phòng rồi các chỗ nó rộng dã man luôn, kể cả siêu thị các thứ ấy. Và đặc biệt phòng gym tí mình sẽ cho mọi người xem. Khởi động 10 phút rồi nhá, đi bộ để cho nóng người lên một chút. Mình có mặc hoodie này. Holy shit. Uầy, phòng này tập thích không? Rộng vãi trưởng. Đi từ tít ngoài kia kìa vào tít dưới đây này. Wow, hôm nay sẽ fire đấy. Thực sự là không biết bao giờ mình sẽ cái gym như thế này. Wow. Thì lý do mà hôm nay mình làm video này ấy, vì thực sự là mình muốn chia sẻ rất là nhiều, mình đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều tips về cách tập luyện xô rồi, nhưng mà với Josh ấy, Josh tập từ một người mà gọi là ecto rất là khó ghen ấy, và để lên được như bây giờ ấy, mình sẽ để clip cho các bạn xem cái xô của lưng của Josh khi mà nhìn rất là siết, rất là đẹp. Đấy, và khi các bạn nhìn thấy đấy là một quá trình, nó phải trải qua rất là nhiều, và hôm nay mình sẽ tiết lộ toàn bộ những cái tips mà Josh tập đấy từ đầu tiên từ buổi tập ấy, sau khi 10 phút đi bộ. Josh, so after like 10 minutes normally you gonna do a formula like to act, yeah. And then it's like 10 minutes, how long is you gonna do a formula? I'm only gonna foam roll like 4 to 5 minutes. Lăn cái này 4 đến 5 phút này. Formula ấy, mọi người mình đã hướng dẫn cho mọi người, biết mình có hướng dẫn tận tình cho mọi người về cái này chưa? Nhưng mà để mà kích hoạt cơ xô, để kích hoạt cơ lưng ấy, thì mình cũng hay thường phải là bằng cái formula này, kích hoạt máu và cơ lưng rất là tốt để mà cảm nhận chúng ta tốt hơn đấy.
We're gonna do 3 sets of wide grip pull-ups, and the key on these, we're gonna come all the way down to an absolute dead hang, and then come up. So you're not gonna be able to get as many as you usually would, but we're gonna do those and the same thing with the neutral grip, with the chin up, all the way down, dead hang, big stretch, poke your head through, and then come up, bring it all the way to your chest. But like, if it's like for, it's just like a warm-up, or this you, is, you count it as the first exercise? I count it as the first exercise, because you're not going, you're not necessarily going to failure, but almost to failure. Okay, leave a little bit in the tank. So how many sets, how many? We're gonna do 3 sets of wide grip, 2 sets of close grip, and just shy of failure. All right, so I just wanna highlight here the importance of what we're doing. And essentially we start out with cardio, foam rolling, and some super, you know, non-fatiguing pull-ups here. And what I mean by that is we're trying to get a big stretch at the bottom, come up, squeeze and contract at the top. And the importance of that is just not to be lifting with our ego here, not just repping out till failure. We want to begin the exercise with getting a lot of blood in the lats, a big stretch on the lats, and we want to activate them and prepare them to do our heavy, you know, deadlifts or dumbbell rows, etc. So that's just the importance of what we're doing. All right, so the first exercise we're doing here is a lat pull down. We're gonna do 3 sets of about an 8 to 12, but when I say 8 to 12, don't just coast through it, a heavy 8 to 12. And just focus on pulling with your elbow, keeping your chest high. So like, what is the tip you want to give them for this one? Like I said, just don't focus on gripping it hard and pulling with your arms. You're just gonna engage bicep and forearm. Think, have that mind-muscle connection and pull with your elbows. Just think about pulling with my elbows, contracting my lats. Try to get biceps and forearms out of the equation. So, is it only applied to the lat pull down when pulling either with your elbow or like every single back exercise? I would say just about every single back exercise, especially with the row. Oh. Like, you really don't want to make it into a bicep curl. You want to focus on rowing your elbow back and not curling the weight. So, second tip, pulling with your elbow, right? All right, so now we did 3 sets of conventional lat pull downs, and we're gonna do 3 of a different variation. I learned from a 2-time Arnold Classic champ, immense physique, Andre Ferguson. So what he does, he doesn't come all the way down like a conventional lat pull down. He comes just up here, back up for a stretch, and then just here, like almost half reps. And that's gonna hit the upper part of your lat. That's kind of hard to target in a regular lat pull down. So it's gonna isolate that a little bit more. So, how many reps did you do? The first one I did like 30 plus, but this one I did more around 20 because I dropped the weight, I upped the weight a little bit. And like, where do you want people want to start at the halfway? Like, imagine if you go all the way down with your bar like to your chin, yeah. Maybe. So like, where do you stop with the bar? Literally halfway. I mean, you have to do what feels good for you, but I come usually around like forehead to eye level, right down here. So it's literally a half rep of what you normally do. So pretty much like eye level. Okay. Yep. Good. Oh, I know. Right there. Oh, I know what you mean. Yeah. Good. Whoa, need pump unreal, man. This is an elevated cable low row, and I learned this from Jeremy Buendia. He likes to be elevated like that because then you can contract lower to the belly button area and or like your pelvic bone. And what that do, it's gonna target the lower lats instead of like we just did trying to hit the upper lats. So just mixing it up a little. And the tip you want to give people is like you want to combine like row and lat pull down, or what? Yeah. So another tip is you in your back days you want to balance a mix of pull down movements and rowing movements, because rowing is going to increase your thickness, development, and just overall make your back look better. But doing a pull down is going to get your width bigger, and that's important for building that D taper. So you want to balance it both. Thumbs up for him. Alright, so we're just doing a conventional dumbbell row, and some people like to hang over the bench and do them, but I like to hang over the rack, because specifically here,
I can come all the way out and get a big, big stretch on the top of my lat and then roll all the way back. You know, some people like to be kneeling, which is more comfortable, but I like to stand on the rack. And it's just important to keep your chest up, just like any other back exercise. And like you do it heavy, right? Very, very heavy. Heavy and... Three very heavy sets. And 10 to 12? Between like an 8 to 12, but a heavy, heavy, heavy 12. Bài tiếp theo này của bọn mình ấy, đấy là một bài. Thực ra là ở đây nó có một cái máy rất là đặc biệt, gọi là Unitree mà. Và thực sự là ở cái nền công nghiệp bodybuilding ở Mỹ, nó sản xuất ra rất là nhiều máy để giúp người ta có thể là gồng cơ và tăng cơ tốt hơn ấy. Nên là các bạn có thể thấy ở đây là nó có thể xoay được cái cổ tay ấy. Còn với những bạn nào mà ở mình không có thì chúng ta sẽ tập hơn gần như là curl sweep ấy, là pull down ấy, thay vì là wide grip như ban đầu. Và các bạn có thể cầm ngược nếu mà không có cái thành tay xoay như thế này ấy. Các bạn có thể thấy là khi mà mình tập em mình bảo Josh là lúc mà lên ấy thì quay cổ tay ra ngoài như thế để nó giãn to cao hơn ấy. Còn khi xuống ấy, quay ngược cổ tay lại ấy, thì các bạn sẽ cảm nhận được cơ càng gồng căng hơn. Thực sự rất là thích ấy. Một cái máy rất là thích. Thấy không? Đây. Nó sẽ vào cơ rất là nhiều. Feel it man, feel it. Come on. Holy shit man. Let's go. Nice. Đây, các bạn nhớ là lên hết nhá, lên hết để nó giãn hết cỡ ra nhá. Thấy không? Nice. Woo. This prime machine, this lat pull down with the mag grips. I did 3 plates of failure, 2 plates of failure, 1 plate of failure. So that's a drop set, yeah, right? Double drop. Double drop. Oh, and he's out of breath. Can't tell right now. It's a pump, man. Hell yeah. The pump. Whoa. Alright, so the last and final tip I have is, as I'd mentioned for any muscle group, volume and intensity. You want to hit your back from a bunch of different angles, do a lot of sets, a lot of reps, just really exhaust the hell out of the muscle. Simple as that. Yeah, like how many exercises we did today? I don't even know. Probably like 6 to 7. Yeah. Maybe. Yep. Yeah, like, but like, when you start, like, how did you do a lot like this, or you increase by the time? No, when you're a beginner, definitely don't train like this. This is pretty crazy, but work your way up. So we did like, say, 6 to 7 exercises. Start out, if you're a beginner just getting in the gym, start out with like 3 to 4 exercises and just slowly work your way up as you start to make gains and progress. Keep making it harder for you. Nice. So tell them about it. How do you feel about the squat kind of thing and the stretching of this today, the workout? It felt super comfortable during the workout, like any other fitness brand. It was pretty, held up pretty well. It's not like super heavy and wet, which would be super uncomfortable, but it actually, you know, holds the sweat well. Really comfortable during the workout. I love how stretchy and lightweight it is. So yeah, very stretchy. Yeah. Yeah. Damn. My and butt's a little like, it's a little heavy back here because my butt sweats a lot. But yeah. Otherwise, like the rest of my legs, it's literally like I just put them on, mm-hmm. like brand new, but my butt is like a little heavy. And like, I love this when they have the 2 light right here. The panel, yeah. Yeah, panel. Yeah. And damn, and this look like your back looks so wide, man. Yeah, it really complements your physique. So. Yeah, like các bạn thấy hai đường này nó sẽ làm cho cái xô nó to hơn và nó sẽ dừng ở đúng ở cái điểm xô này, nó sẽ làm cho các bạn nhìn theo một đường chữ V này. Wow, what a back day, man. Oh yeah. And this one, like today we have this zipper, so ở đây mình có thể để cái điện thoại ở đây này. So we can put the phone there. Mình nghĩ chắc là mình sẽ bỏ cái zipper ở đây đi, tại vì ở đây không cần thiết lắm. Cái bản cũ của mình là mình không có, nhưng mà ở đây có, nhưng mà nó rất là bất tiện đấy. Do you feel comfortable with this? I think like... Yes, I didn't use the pockets, but it actually zips pretty well, so. Mm. And also like the back one, it has one, like one zipper. Damn, fucking big ass. One, một túi đằng sau này, đây. See, ooh. You have the butt that like, every woman wants to have. And now we're going to give them the final tips, right? Yes. In 1, 2. You wanna do it? Oh. 1, 2, 3. Okay.
final tip is to make sure you eat. Stop under eating in 2019. Các bạn nhớ tip của Josh nhá. Phải ăn, ăn mấy nhịn mới có thể có cơ được. Đặc biệt là những bạn nào mà ecto. I'm a fucking bad influencer. That's what Josh say. Wait, đây là game các bạn ạ. Game. We about getting into a fight. honest recording everything. No, it's a good thing. Thực ra là lúc mà mình với Josh về nhà ở đây ấy, là tự nhiên đang đứng nói chuyện với bố mẹ Josh để mình chào Josh, thì tự nhiên có một thằng nào đấy ấy, nó đi vào đằng sau này, nó chui vào cửa sau này, thì lúc đấy bọn mình mới hỏi nó cần cái gì, nhưng mà bọn mình không mở cửa. Và xong kiểu như nó bảo là nó bị vừa bị cướp ở cái trạm station gần đây, nó cần đá. Hey, why do he need ice when he just got dropped? Bảo gọi cảnh sát thì không dám gọi. Thành ra bọn mình không mở cửa và nhìn rất kiểu nguy hiểm ấy. Để bây giờ cả nhà Josh đang vừa gọi cảnh sát, cảnh sát đến. Quả là hôm nay là một ngày rất là thú vị, cực kỳ thú vị của mình sau rất là nhiều ngày. Thú thực với các bạn là cái lý do mà ngày hôm nay mình không làm video và mình đã không tập được 4 ngày này. Hôm nay mới tập lại với Josh là một ngày mà mình mới tập lại. Và đúng là kiểu mình rất là trầm cảm trong thời gian vừa rồi nên là mình mới quyết định xuống nhà Josh. Và mình cảm thấy tâm trạng khá là thoải mái hơn, đỡ hơn một chút. Nên là khi mà mình muốn quay lại đấy thì mình muốn đem lại những kiến thức mới cho các bạn, chứ không phải là để cho các bạn chỉ nghe mình suốt ngày than phiền rồi thế này thế kia, đúng không? Nhưng mà mình rất là hy vọng qua những cái tips hôm nay vừa rồi, Josh và mình đã đưa cho bạn những cái tips mà có thể tập luyện nâng số một cách tốt nhất. Và hôm nay thực sự là khi thấy cơ của mình nó điên lại, lâu lắm mình mới điên lại được như thế. Đấy, các bạn, đôi khi các bạn hãy tìm những người bạn mà cùng chung đam mê, cùng chung sở thích, cùng chung suy nghĩ với các bạn ấy, thì nó sẽ giúp các bạn tiến bộ rất là nhiều. Con đường đi một mình nó đơn độc lắm, nhưng mà nếu các bạn có những người bạn đi cùng ấy thì chắc chắn nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Josh bây giờ thì đang ngồi chơi điện tử nhà. Mình chỉ xuống một ngày thôi, ngày mai. Tại vì ngày mai mình sẽ có một cái chủ đề rất là thú vị cho mọi người, nên là mình cũng đến là một trong những lý do mình xuống đây. Và ngày mai thì coi như sẽ là một ngày để mình có thể bắt đầu quay trở lại sau những ngày gọi là tăm tối. Ngày tăm tối đã qua, ngày mai nó sẽ sáng hơn. Và các bạn thấy khí thế của mình rồi, nó không còn nói chuyện chán trường như ngày trước nữa. Đã chuẩn bị tinh thần rồi, đã sắp về với các bạn rồi, phải chiến hết mình. Nên là các bạn sẽ gặp lại mình vào ngày mai, và mình sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai với một nội dung cực kỳ thú vị. Và cảm ơn các bạn đã luôn luôn tin tưởng ở mình. Mình rất xin lỗi nếu các bạn thấy mình gục ngã. Mình đã rất xin lỗi các bạn khi mình gục ngã, nhưng mà mình chắc chắn mình sẽ còn gục ngã rất là nhiều lần. Nhưng mình chỉ cần các bạn biết điều này, bất kỳ lần nào mình gục ngã, mình cũng sẽ đứng dậy. Mình gục ngã càng nhiều, mình sẽ càng thử nhiều hơn. Sao đó, gục ngã, chúng ta con người mà. Quan trọng là chúng ta luôn luôn đứng lên và chúng ta đi tới cuối con đường. Mình không cần biết là nó dài bao nhiêu, mình chỉ cần biết là mình sẽ đạt nó. Hãy đi tới cuối con đường cùng mình nhé. Mình tin là các bạn sẽ làm được và mình cũng làm được. Chiến đấu vì một ngày mai. Ngày mai thứ hai của mình. Đây là mẫu áo mà. Đây là đôi con tinh thần của mình. Hôm nay có rất là nhiều cái cảm xúc trong mình, rất nhiều nỗi niềm trong mình. Nhưng mà mình đã quay lại được là chính mình. Và các bạn sẽ thấy một thằng ăn khác. Sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai. Xin chào. Chúc ngủ ngon.